Dạ, con kính dâng mic đến sư Pháp Trang để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Chị tâm ba tê tâm tâm ma hăng kê pa mê vá sa mê cha tô sa pê pô rên tô sang ka pa chan đô pa na ra so yá ta ma nê cho tê ra so yá ta sa pê tê yom vì vá chan tô sa pa ra ra vi na sa tô ma tê pa vá toàn ta ra yô sa kê đê ka yô kô pa vá phi vá đà na sê lê sa nê cham vô ta pa cha ye no cha ta ro tham ma va than te a yo van do sa kam pa nam te a ta na tha cho ke ta ro la ha po ta sa sa ne pa ro ra cho ke ta ho hi sa ha sa pe e nha te pe se te ya cha na ra ta se ta ma ta se ta ma ta se ta ma ta e dam pa lang e ta smin Ratanata Yasmin Sambasa Dana Cheta So cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thay. Dạ, chúng con kính tri ân sư Pháp Trang đã truyền tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con và chúc phúc cho đạo tràng chúng con trong ngày hôm nay. Dạ, giờ này con chưa thấy thầy Kinh vô lớp học ạ. Con xin giao mic lại cho MC Nguyên Như để tiếp tục chương trình. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Xin giao mic lại cho Nguyên Như nha. Nắc mô Bức Thái Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sang Khai Giá. Dạ, Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa chị, bé Châu Nguyễn mới nhắn với Nguyên Như là bé Châu đang trên đường đi tới chùa, thành ra bé Châu chưa có vô để post bài được. Thành ra quý vị cứ từ từ hít thở không khí trong lành một chút xíu trước khi học. Trong thời gian đó thôi, con xin kính thỉnh sư Pháp Trang. Ôi, Châu Nguyễn vô rồi hả? Sa thú. Đâu rồi, Châu Nguyễn ở đây rồi. Như vậy xin mời chị Nhung cầm mic cho Nguyên Như chút xíu, Nguyên Như gọi thầy Kinh liền. Dạ, sa thú chị nha. Em sẽ đi báo với thầy. Dạ, thầy cũng đã có tín hiệu vô rồi đó Nguyên Như. Dạ, con kính đảnh lễ thầy Kinh ạ. Dạ, giao mic lại cho MC Nguyên Như nha. Sa thú, dạ thầy Kinh thần thông quảng đại, con mới vừa nhắn thầy xuất hiện. Dạ, xin kính mời đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư, thầy giáo đã vào tới rồi. Dạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to arahato sam ma sam bu tha sa Brahma Chaloka Thipati Sahampati
ca tăng cha li an thi hoa răng a gia cha tha san ti tha san tâm ba ra chắc kha cha ti ca đề sê tu thầm măng anu cam bi măng ba chăng san tham ma phê rin quy nhà dân cha ca dân sùa tan cha bần thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta dân tu cha tu san cha đần đăng ba bồ tha nầy ye pa ri sa ya man che nắc mô bút tha giá nắc mô tham ma giá nắc mô sang kha giá và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy Kinh Milanda có thể đăng đàn để cho chúng con bài pháp của ngày hôm nay và con xin dâng mít lại cho thầy Kinh ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Thầy. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, thân chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta học tiếp tập diễn duy ha. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tông Tăng. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadayami Svākkhāto Bhagavatā Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi Samma Sambuddhamakulaṃ Sacchattaṃ Bhagavatthamaṃ Abhivādayapāsitsaṃ Abhidhammattasanghaṃ Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chưa được trong vi diệu pháp. Chương trình mình cũng vẫn như cũ ha, đọc Pali trước, đọc đoạn 2 thôi. Ngày nào mình đọc đoạn số 2. Rồi, mời tất cả trước tiên mời chư tăng chư sư tinh tâm và quan hỷ mở màn cho room sôi nổi này. Kính mời tất cả quý vị quan hỷ đọc là liên tục ha, đừng để gián đoạn nhiều, uống thời gian của mình ha. Rồi xin kính mời tất cả. Nam mô Bụt Thầy. Để không mất thời gian, tôi lên đọc trước, sau đó chúng tôi bận công việc để hồi quý vị kêu mà không có mặt. Đoạn 2. Tất hả 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 Sát la yata năng, sát la yata na pachaya faso, faso fasa pachaya vedana, vedana pachaya tanha, tanha pachaya upadana, upadana pachaya, pavo pava pachaya jati, jati pachaya maranga chokha, paride vatluk kado manasa, manasa chúc ta gia sa tam pa văn ki e va me ta sa ke va la sa dukkha dukkha khan tha sa samada yo ho ti a ja me tha pati pati cha
Sambuddha. Sambuddha đắc na vô. Định lực thì thuộc pháp chân hay đây thì thuộc lên vô minh, hành pháp chân thì thuộc lên hành tức thái, tức thái chân, pháp chân thì thuộc lên tức thái chân, danh và sắc pháp chân thì thuộc lên danh sắc, thì thuộc lên danh và sắc lục căn pháp chân, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta thân đau khổ buồn gầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn phòng khởi đau khổ. Dạ. À bây giờ chắc hết rồi. Dạ bây giờ xin mời quý vị tiếp tục. Nam mô Phật Thầy. Dạ. Dạ con thấy không có ai giơ tay, thôi con đọc trước để cho đỡ mất thời giờ của đạo tràng. Bách chá giá sang cá há quý phà gồ toát yếu về duyên đoạn 2. Tát tha á quýt chà bách chá giá sang khà ra sang khà ra bách chá giá huynh nhà năng huynh nhà ná bách chá giá nà má rù bằng nà má rù bá bách chá giá xá là giá tá năng xá là giá tá ná bách chá già phát sô phát xá bách chá già huệ đá nà huệ đá nà bách chá già tành hà bách chá già ú bà đà nằng ú bà đà ná bách chá già phá hồ phá quá bách chá già chà tí bách chá già chá rà má rá nằng sô ca bá rí đề quá đúc ca đồ má ná sú bà già xà sầm phá hoành tí ê quá tá xá kề quá lá xá xá đúc khắc khẳng thá xá xá mú đá dồ hồ tì tí á giá mét thá bá tích chát thá múc bà đá ná dồ. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành, thức phát sanh, tùy thuộc nơi thức, tái sanh, danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc, lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn, xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc, thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ, ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái, thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ, hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu, sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh, phát sanh lão, tử, sầu muộn, tà tháng, đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Và con đã đọc xong. Nguyên Như xin kính mời đạo tràng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài ạ. Bách chá giá sang gia há quý phà gồ toát yếu về duyên đoạn 2. Táp thá ánh cha bách chá già sang kha ra bách chá già nguyên nhà ná bách chá già nà má rù bằng nà má rù bá bách chá già xa là giá ta nằng xa là giá ta ná bách chá già phát sô phát xá bách chá già quê đá nà bách chá già tăng hà bách chá già ú bà đà nằng ú bà đà ná bách chá già phá vô phá quá bách chá già trà tí bách chá già chá là na la na sô ca pa ri đề quá đúc khá đồ má má su pa già xà sâm phá hoàn tí ê quá nề tát xá kề quá lát xá đúc khá khàn thát xá
samudayo ho ti ti ayanetha paticca samuppa pada na yo na yo. Định luật tùy thuộc phát sanh, nơi đây tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sanh tùy thuộc nơi hành, thức tái sanh phát sanh tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh tùy thuộc nơi danh và sắc, lục căn phát sanh tùy thuộc nơi lục căn, xúc phát sanh tùy thuộc nơi xúc, thọ phát sanh tùy thuộc nơi thọ, ái phát sanh tùy thuộc nơi ái, thủ phát sanh tùy thuộc nơi thủ, hữu phát sanh tùy thuộc nơi hữu, sanh phát sanh tùy thuộc nơi sanh, phát sanh lão tử sầu muộn, ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng, như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ con đã đọc bài xong, con xin kính dâng thầy kinh, cảm ơn Trong Nguyễn đã post bài. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Bà, dạ, Nam Mô Sàng Khai, dạ, dạ, con kính lễ Ngài Sư Trí, Sư Thanh Tâm, Sư Pháp Tràng, và con kính vào Thầy Kinh Đạo Tràng, con xin trả bài. Bạch Cha Gia Sàng Gà Ha Vi Phà Gồ, Tác Yếu Về Duyên Đoạn 2. Tạch Tha A Vút Chà Bạch Cha Gia Sàng Khà Ra Sàng Khà Ra Bạch Cha Gia Quỳnh nhà năng quỳnh nhà na bách cha già na ma ru ma na u bằng na ma ru bà ba bách cha già sa la yat ta năng sa la yat ta na bách cha già phát sổ phát sa bách cha già về đa na về đa na bách cha già tành hà bách cha già tần hà bách cha già uppa đà nàng uppa đà na bách cha già pha wo pha qua bách cha già trà tí bách cha già chan và marana so kapari đề quá dukkha đồ mana supa già sa sam pha hoàn tí ê hoàng ê qua mê ta sa kê sa las sa đục khắc khà tha ma sa múc đa dồ hồ tì tí a yam nát tha bát tích cha sa mù sa múc bà đa na dồ. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng, như vậy phát sanh tròn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ con trong, con xin chưa mất lại việc kết tiếp. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ Thầy Kinh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Bách cha gia sằng ga ha huy phà gồ toát yếu về duyên đoạn 2. Tát tha huy trà bách cha già sằng khà ra bách cha già quỳnh nhà nằng quỳn nhà na bách cha già nà ma rù bằng nà ma rù ba bách cha già sa là gia ta nặng sa là gia ta na bách cha già pha sổ pha sa bách cha già quề đa nà bách cha già tàn hà bách cha già u bà đà nặng
u bà đà na ba cha già pha vồ pha qua ba cha già chà ti ba cha già cha ra ma ra na so ca pa ri đề qua đốc kha đồ ma na su bà già xà sầm pha hoàn ti ề qua mề ta sa kề qua la sa đốc khắc khàn tha sa sa mu đa yo hồ tì ti a ya me ta ba ti cha sa mu bà đa na yo. Định luật tùy thuộc phát sanh, nơi đây tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành, thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc, lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn, xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc, thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ, ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái, thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ, hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu, sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh, phát sanh lão tử, sầu muộn, ta tháng, đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Như vậy, phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Xin mời anh Lý ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Đà, Nam Mô Đàm Mai, Nam Mô Sàng Khai, con xin trí kính lễ mà ngồi tam bảo, hồng ân pháp bảo, hồng ân pháp bảo và hồng ân tam bảo. Con xin trí kính lễ chư quý sư, kính lễ thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Dạ, cảm ơn cô Hồng Nhung đã cho biết tín hiệu. Paccaya sanggaha vipago toát yếu về duyên. Đoạn 2. Tattha avicca paccaya sankhara sankhara paccaya cha già nguyên nhà năng nguyên nhà na bát cha già na ma ru bằng na ma ru bát bát chất. Nha, con xin lỗi mấy cái tín hiệu nó lên cái màn hình của con nó chậm mất. Nguyên nhà na bát cha già na ma ru bằng na ma ru bát bát cha già sa la yat ta năng sa la yat tana paccaya faso fasa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upadanang upadana paccaya pavo pava paccaya jati jati paccaya chara marana soka parideva dukkha doma nasuppayasa sampavanti evametas tassa kevalassa dukkha khandassa samudayo hoti ayametha paticchasamuppadanayo. Định luật tùy thuộc phát sanh, nơi đây tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sanh tùy thuộc nơi hành, thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc, lục căn phát sanh tùy thuộc nơi lục căn, xúc phát sanh tùy thuộc nơi xúc, thọ phát sanh. Tùy thuộc nơi thọ, ái phát sanh. Tùy thuộc nơi ái, thủ phát sanh. Tùy thuộc nơi thủ, hữu phát sanh. Tùy thuộc nơi hữu, sanh phát sanh. Tùy thuộc nơi sanh, phát sanh lão, tử, sầu muộn, ta tháng, đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, xin Anubodhana với cô Châu Nguyễn đã post bài, xin xuống mic cho vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bát Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Ca Dạ. Con đảnh lễ Sư Thanh Tâm, Sư Pháp Trang, Chư Thượng Đức Tăng, Bí Bậc Cô Tu Nữ. Con đảnh lễ Thầy Kinh. Dạ, kính chào Đạo Trang. Dạ, con xin đọc bài tối hôm nay ạ. Paccaya sankhaha vipago, tất yếu về duyên đoạn 2. Tattha avicca
cha ya sang khara sang khara bát cha ya vinh nhà năng vinh nhà ná bát cha ya na mắt rù bằng na mắt rù bát cha ya sa la yết ta năng sa la yết ta na bát cha ya phát so phát sa bát cha ya về đã na về đã na bát cha ya tan ha tanha bacchaya upadanang upadana bacchaya phavo bhava bacchaya jati jati bacchaya jara manana soka parideva dukkha doma nasutbaya sa sampavanti eva metassa kevalassa dukkha khandassa samudayo hoti ti ayamettha paticca samuppadana yo. Định lực tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sinh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng, như vậy phát sinh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, tôi đã đọc xong, xin cảm ơn Trung Nguyễn đã post bài. Dạ, xin kính mời vị kế tiếp. Dạ, con thành kính thỉnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính thỉnh lễ sư Thanh Tâm, con kính thỉnh lễ sư Pháp Trang, dạ con kính thỉnh lễ thầy Kinh, dạ con kính chào cô chú trong đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Bát trái giá sân giá há quý ba gô tốt yếu về duyên đoạn 2 cách há ao ví ba bát bát trái già sân thà ra bát trái già bin nhà năng bin nhà ná bát trái già na má rù băng na má rù bá bát trái già xa là giá tành giá ta năng xa là Yatana Bacchaya Bacchu Bacchá Bacchaya Vedana Vedana Bacchaya Tanha Bacchaya Ubadanang Ubadacchu Bacchaya Chati Chati Bacchaya Chara Marana Soka Bari đề quá đút khá đồ má nắp su bà già xà sầm ba hoàn tí quá mề quá lá xá đút khá khành thấp xá sa mũ đá dù hồ tí hồ tì tí a giá mề thá bát tít chát xá múc bà đá nắp dù định lực tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất bại phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ con đã đọc bài xong rồi, kính hơn chị Châu Quyền đã bắt bài, con xin dịch chị. Dạ, xin kính thánh lễ quý sư, dạ, kính chào huynh kinh, dạ, kính chào quý chư vị trong đạo tràng. Dạ, xin đọc bài thập dị nhân nguyên hôm nay. Bacchaya sangaha quý pha gô, tốt yếu về duyên, đàn hai. Tattha a quý cha bacchaya sangkhara sangkhara bacchaya huynh na năng Quỳnh Nà Ná Bách Chá Gia Nà Má Rù Bằng Nà Má Rù Bách
cha già sa là giá ta nằng sa là giá ta na bắt chế cha già phát sổ phát sa bắt cha già quê đã nà quê đã nà bắt cha già tành hà bắt cha già u ba đà nằng u ba đà na bắt cha già phà vô phá hoa bắt cha già cha tí bắt cha già cha ra manara so kabari đề quá đúc khà đồ ma na su bà già cha sâm phá hoành tí ê quá mê tất xá kê quá lá sách kê quá lá kê quá lá kê quá la lắp ra đúc khà khăn đắt sát sa mu đa dồ hồ tì tí a ya mít tha bắt tí cha sa múc bà đa na dồ tùy thuộc nơi thọ ái phát sinh, tùy thuộc vào nơi ái thủ phát sinh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sinh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sinh, tùy thuộc nơi sanh phát sinh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng, như vậy phát sinh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Còn nữa không? Yeah. Định luật tùy thuộc phát sinh nơi đây tùy à, cái này đọc xin lỗi nha, tại cái máy nó nhảy lung tung nha quý vị. Yeah. Tùy thuộc nơi thọ ái phát sinh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sinh. À, chắc cái máy có đậu hình cho nó nhảy lung tung tới đây chắc xin là dạ. Xin cảm tạ với quý vị và dạ, xin nhường mic cho người khác và cũng xin cảm ơn Châu Nguyễn bất bài. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính lễ sư Pháp Trang và kính lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể quý đạo hữu. Và sau đây con xin đọc bài Toát yếu về duyên đoạn 2. Bách chá giá sang gá há quý phá gồ tát thá á quý trà bách chá giá sang khà ra bách chá già quỳnh nhà nằng quỳnh nhà ná bách chá già nà má rù bằng nà má rù bá bách chá giá xà xá là giá tá nằng xá là giá tá ná bách chá già phát sồ phát sồ phát xá bách chá già quề đá nà bách chá già tành hà bách chá già ú bà đà nằng ú bà đà ná bách chá già phá gồ phá quá bách chá già trà tí bách chá già chá rà má rá ná sồ khá sồ cá bá rí quê đề quà đề quá đút khà đồ má ná xú bà già xà sầm phá hoành tí ê quá mề tát xá kề quá lá xá đút khá khành đá xá sầm mút đá dồ hồ tì tí á giá mề thá bá tí chá xá mút phà đá ná vô
Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh, hành phát tùy thuộc nơi hành thức, tái sanh phát sanh tùy thuộc nơi sanh, danh và sắc phát sanh tùy thuộc nơi danh và sắc, lục sanh tùy thuộc nơi lục căn, xúc phát sanh tùy thuộc nơi xúc phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu tác sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng, như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, dạ con đã đọc xong bài, cảm ơn Châu Nguyễn bót bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính lạy sư Thanh Tâm. Con kính lạy sư Pháp Trang, con kính lạy thầy Kinh, con kính lạy đạo tràng. Con xin đọc bài. Paccaya Sanghaha Vipago Toát yếu về duyên, đoạn 2. Tatta Avicca Paccaya Sanghara Sanghara Rapat Chaya vinya nang vinya na paccaya nama rupang nama rupa paccaya sala yatanang sala yatana paccaya phaso phasa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upadanang upadana paccaya avo Pava paccaya jati jati paccaya jara marana soka parideva dukkha doma nas supaya sa samphavanti e vametassa kevalas sa dukkha khandassa samudayo hoti ti aya metta Chasamuppadanayo. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng, như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Sa-ru-sa-ru-sa-ru. Để kính chuyên cô chị Châu post bài ạ. Con xin xuống mic. Sao thứ dạ nam mô Bụt Thầy á, mô Tam Ma á, nam mô Sư Thầy. Thì chắc hết ai đọc nữa quý vị. Hello, chắc không còn ai đọc nữa phải không? Còn ai đọc nữa không? Rồi chắc không ai đọc nữa không? Rồi ok cho nghe nha. Nghe quý vị đọc á, lên đọc thì chúng tôi nghĩ ra một cái cuộc thi, nghĩ ra cuộc thi rồi. Từng sau thi ha, thi đọc đoạn này nè, đoạn số 2 nè, quý vị copy đoạn Bali số 2 này ha, từng sau thi. Thi có một cái quy luật, quý vị đồng ý thi không? Đồng ý thi thì chúng tôi đưa lên cho nó tạo một cái sự không khí sống động từng sau. Đồng ý không? Đồng ý cho bóc lên đây. Từ sao thi ha, thi Bali đọc đoạn số 2 này nè, đoạn số 2 đọc Bali không, đoạn số 2 ha. Tập chứ, giờ bởi vì mới báo trước một tuần,
đi đọc cái bài đoạn số 2 này nè, mà đọc một hơi một thôi ha, chứ không đọc được hơi thứ hai, tức là hít thở hít vô cái đọc từ đầu tới cuối một hơi một vậy đó. À, đọc hơi một thế mà thật như là rớt cứng nhắc là rớt. À, mà nó phải luyện rồi phải tập trung tư tưởng, phải nội công thâm hậu gì đó phải đọc chứ, hít thở sâu vô một hơi một thôi. À, thì đó hít thở thì về thì luyện đi, luyện thì hãy đứt là cái hãy ra đang đọc nói chừng khẩn khẩn là cái khẩn là thua. Vậy mới hay chứ, phải luyện 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 giờ trong tuần lễ luyện sao luyện. À, câu này là cũng ngắn thôi, câu này có dài đó, nó dễ đó, câu này cũng dễ, giống giống nhau vậy. Để ha, rồi chuẩn bị ha quý vị, lo ai mạnh ai lấy một cúp đi về luyện ha, cho đọc cho thứ nhất là đọc một hơi một ha, rồi không bị trật trường âm nổi ngâm ha, đọc cho chính xác, đọc làm hơi một hít vô làm ra dứt liền câu đó. Luyện là luyện tập trung tư tưởng đó, và cái bài thi tuần sau. Ok, cho quý vị đăng ký nha, không có ai tránh né thi, mình phải có nỗ lực mới vui, học vậy nó mới sống động mới vui. Cái lên đọc rề rề thường quá, lâu lâu mình làm cái cho nó thay đổi không khí. Một hơi à, giống hai hơi, một hơi một thôi, hai hơi dễ quá gì nữa. Một hơi một ai cũng được hết, ai cũng luyện sao lên nữa. Rồi từ trước là học tới đâu là mời Nguyên Như lên là trình bày lại cái bài từ trước nha. Mời Nguyên Như lên đọc cái bài từ trước lại rồi tiếp tục chúng ta học tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa thầy, nếu mà đọc cái kiểu thầy nói là đọc rất là lẹ đó thầy, chứ nếu mà đọc chậm cái kiểu Nguyên Như nó không có ra nổi. Nhưng mà đọc lẹ như vậy nó có thành ba ly không? Con nghĩ là nó thành một là hai ly, hai là bốn ly đó thưa thầy. Nó không hết ba ly rồi. Dạ, Nguyên Như xin mời cho Nguyễn Bố Tài, Nguyên Như sẽ đọc theo từ từ. Bài kỳ rồi là ngày 19 tháng 3 năm 2021. Dạ, ghi chú: đối với loại hữu nào phát sanh do từ dục, cái đó là dục hữu. Hữu nào phát sanh do ly dục nhưng ái sắc là sắc hữu. Hữu nào phát sanh do ly sắc ái vô sắc là vô sắc hữu. Hữu nào có tưởng là hữu tưởng. Hữu nào không có tưởng là hữu vô tưởng. Hữu nào có tưởng thô là hữu tưởng hữu. Hữu thì được gọi là sắc sanh. Ba thời sanh thì có ba cách. Ai nhỏ thời tục sinh sanh. Bát tí sanh thí trà tí. Có nghĩa là danh phà sắc trong thời tục sinh sanh. Bề nhỏ tiếp diễn sanh. Sanh ta tí trà tí, tức là danh sắc liên kết. Và con xin sám hối, tức là danh sắc liên tiếp, sanh khởi không gián đoạn cho tới khi mạng chung. Xì nhỏ sát na sanh, khá ní cá trà tú, nói về phần danh, tức là tiến trình sanh diệt của mỗi sát na tâm. Có ba sát na tiểu là sinh trụ diệt. Còn về phần sắc, thì mỗi bọn sắc tiến trình sanh diệt có tới 51 sát na tiểu, tính theo 17 sát na tâm. Mỗi sát na tâm có 3 sát na tiểu, 3 nhân 17 bằng 51, cũng có 3 giai đoạn là sanh, thì lấy 1 sát na tiểu đầu tiên. Trụ thì lấy 49 sát na tiểu ở chính giữa. Và diệt thì lấy 1 sát na tiểu cuối của tiến trình bọn một bọn sắc. Đề nhỏ, cách sinh có 4 cách. Một, nhãn sanh. Anh đá chá trà tí. Hai, thai sanh. Chá là bú chá trà tí. Ba, thấp sanh. Sanh xì đá chá trà tí. Bốn, quá sanh. Ú pá pà tí cá trà tí. Quẩn sinh có 3. Một, ngũ quẩn sinh. Sinh trong 26 cõi ngũ quẩn.
gồm có 11 cõi dục giới và 15 sắc giới trừ vô tưởng. 2. Tứ quẩn sinh, sinh trong 4 cõi vô sắc. 3. Nhất quẩn sinh, sinh trong cõi vô tưởng. Dạ, Nguyên Như đã đọc bài xong. Nguyên Như còn xin dâng mic lại cho thầy Kinh ạ. Sa thú, sa thú, sa thú. Sa thứ mô bích thơ á, mô tâm mày á, mô như này nhà nói là thủ duyên hữu tương ưng. Rồi boss bài lên đi, boss bài lên cho nó coi. Dục thủ duyên cho dục hữu, tức là do dục thủ, tức là cái sự bám dưới về dục ha, duyên cho dục hữu, như là cảnh giới dục hữu thì nó có được 5 quẩn đó, có dục thì có được 5 quẩn thuộc về và thuộc về tưởng quẩn, tưởng hữu. Tưởng hữu tức là có tâm, chứ ghi cái đó có lên dục thủ duyên cho dục hữu thì dục thủ duyên cho dục hữu thì ở cái tình trạng này nó có đủ 5 quẩn và thuộc về tưởng hữu, chứ nó không phải là vô tưởng hữu, thuộc về tưởng hữu. Được chưa? Rồi sắc thủ duyên cho sắc hữu, sắc thủ là chấp thủ về cái sắc đó, thì nó duyên cho sắc thủ thì gồm có 5 quẩn cũng có sắc của nó, mà 1 quẩn cũng có, vô tưởng cũng có, thuộc về tưởng hữu cũng có, mà vô tưởng hữu cũng có, đúng chưa? Nắm được cái này không? Là do sắc thủ duyên cho sắc hữu thì 5 quẩn cũng có, mà 1 quẩn cũng có. 5 quẩn thì có sắc thọ tưởng hành thức, có sắc qua sắc thơ hơi sắc thủ đó. À, có 1 quẩn cũng có là vô tưởng, là có vô tưởng cũng có sắc quẩn. Rồi tưởng hữu là có tâm cũng có, mà vô tưởng hữu là không có tâm cũng có. Được chưa? Rồi tiếp đến là vô sắc thủ, là chấp về vô sắc, duyên cho vô sắc hữu, duyên cho cái cảnh giới vô sắc thì nó có tứ danh quẩn. Họ tưởng hành thức là vô sắc là có tứ danh quẩn. Thì nó thuộc về tưởng hữu, tức là thuộc về cái cõi nó có tâm, tưởng hữu. Phi phi tưởng hữu cũng có luôn. Cõi nó phi phi tưởng hữu vẫn là có tưởng. À, phi phi tưởng hữu vẫn có, nhưng mà vô tưởng thì không có. Tại vì cái này là vô sắc mà. Vô sắc nguyên duyên cho vô sắc hữu. Được chưa? Rồi, giờ tiếp như vậy, đối với ba hữu, tức là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Duyên cho tứ hữu, tức là dục thủ, sắc thủ. Duyên cho tứ thủ là dục. Nói lát nói lộn xộn. Duyên cho tứ thủ nói sao quên mất tiêu rồi. Dục thủ. Tự nhiên nói mất tiêu cái chữ rồi. Tứ thủ quý vị nhớ không? Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luân thủ. Thì từ cái tứ thủ, những cái chấp thủ và những cái đó thì nó duyên ra nó sanh ra những cái từ ba cái cảnh giới này, cảnh dục, cảnh sắc giới, vô sắc giới, nó bị dính vô cái tứ thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luân thủ, dính vô cái tứ thủ thì bốn cái thủ này nó sẽ có mặt trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì nhân lên 4 nhân 3 thì mình có được 12 hữu, 12 cảnh giới là do sự tách từ cái thủ. Nắm được không? Hello. Hiểu rồi chưa? Nắm được quý vị ơi. Hello.
Rồi bây giờ mình tiếp ha, đi tiếp ha. Đi tiếp bài số nay là số 11. Số 11. Sanh duyên lão tử. Sinh duyên lão tử. Cha tí bách cha già cha ra má ra năng. Cha tí bách cha già cha ra má ra năng. Sinh duyên lão tử. Rồi mà mình đi vô cái vấn đề mà từ cái sanh, cái sanh mình hồng nãy đó, từ cái sanh đó nó duyên cho lão và tử, thì như vậy mình ghi là do duyên từ sinh nên lão tử hiện hữu. Do duyên từ sinh nên lão tử hiện hữu. Rồi, là đây nó nhân nói cho mình biết là chính vì do có cái sự sanh, tức là có cái sự mà sinh ra, thì chính vì có cái sự sanh ra này nó mới làm duyên nó tiến hóa lên, là bị lão, một lão hóa rồi nó đi tới cái chết là tử, vì do duyên tự sinh nên lão tử nó mới xuất hiện ha. Rồi lão hai chấm, lão hai chấm, khi nào có sự lão hóa, sự già nua, sự cũ nát chấm chấm chấm, khi đó là lão. Khi nào có sự lão hóa, sự già nua, sự cũ nát chấm chấm chấm, khi đó là lão. Rồi, đó là định nghĩa cho mình cái ý nghĩa tổng quát về cái sự lão đó, là khi nào mà có cái sự mà lão hóa, tức là cái sự mà già đi, sự già luôn, sự cũ kỹ, sự hư hoại này, già liền là thì đó gọi là lão. Thì về lão hóa này thì cho mình biết là có hai loại, thì mình ghi là có hai chấm. Hai. Một là sắc thân lão, có chữ Bali này. Một là sắc thân lão, Rubaka Yachara, sắc thân lão. Là 49 sắc na trụ của sắc pháp. Là 49 sát na trụ của sắc pháp. Phải. Tức giai đoạn đình trụ phi sinh diệt. Tức giai đoạn đình trụ phi sinh diệt. Chấm. Rồi, tức là ý cái số 1 là sắc thân lão, có nghĩa là nói về sắc pháp, tức là khi một bọn sắc nó sanh lên, nó muốn sanh lên rồi nó trụ nó diệt là phải 51 sắc na tâm, nó so tương đương với 51 sắc na tâm, sắc na tiểu á, thì 51 sắc na tiểu đó, thì lúc này cái sắc thân lão này đó, nó trụ á, tức là lúc nó trụ là 49 sắc na trụ của sắc pháp, tức là nó đình trụ, tức là cái là sắc thân lão, tức là lúc nó lão quá đó, tức là từ cái sắc na đầu là sắc na sinh ha, sắc na đầu là sắc na sinh, thì cái sắc na sinh mình tính rồi 49 cái nữa là thành 50 gì, 50 cộng cái cuối là 51 là diệt, thì 49 cái giữa đó thì được gọi là lão quá, tức là 10 là 49 sắc na đó, nó sắc na trụ đó, thì khi mà tức giai đoạn đình trụ của cái sắc pháp thì nó không có sinh mà nó không có diệt, ở đây địa đoạn trụ thì tôi cho mình biết nó thuộc về nó đang trong trạng thái được gọi là lão hóa, tức là sau khi sắc na sinh sanh lên thì từ lão hóa trong 49 sắc na đó thì kêu là sắc thân lão. Bây giờ nắm được không, nắm được ý nào,
Tức là khi mà lộ định tâm nó 17 sát na ha, lộ định tâm 17 sát na thì trong 17 sát na đó, mỗi một sát na nó có 3 sát na tiểu. Thì 3 sát na tiểu nhân 17 thành ra 51 sát na tiểu. Thì 51 sát na tiểu là nó sanh diệt liên tục như vậy đó, thì sắc pháp nó cũng sanh theo. Khi mà tâm sanh thì sắc nó đi sanh theo song song vậy đó. Thì sắc pháp nó sanh lên xong rồi nó trụ tới sắc tới thứ 49 rồi nó mới sát na thứ 51 nó mới diệt. Nó mới chấm dứt cái sắc pháp. Thì như vậy cái số 1 bỏ, số 51 bỏ, còn lại là 49 nữa thì được gọi là sắc thân lão. Gọi là sắc thân lão, tức là nó biến lão già là sanh lên rồi lão, rồi là sắc thân lão. Đó là cái thứ nhất. Nãy cho mình biết vậy ha, nắm được ha. Nắm được quý vị, alo. Rồi, số 2 là danh thân lão. Danh thân lão. Đây tiếng này. Danh thân lão. Ma mắc cà giá cho ra. Danh thân lão. Là sát na trụ của tâm và tâm sở. Là sát na trụ của tâm. Của tâm cũng được ha. Trong đó tâm sở là có sẵn ha. Là sát na trụ của tâm. Mở ngoặc, mỗi cái tâm có ba sát na. Là sinh, trụ, diệt. Mỗi cái tâm có ba sát na tiểu. Đi rõ ràng luôn ha. Này hơi lộn. Mỗi sắc na, mỗi cái tâm có ba sắc na tiểu là sinh, trụ, diệt. Mỗi sắc na là mỗi cái tâm, mỗi sắc na tâm thì là mỗi sắc na tâm đi. Cho nên mình ghi rõ luôn nha, mỗi sắc na tâm. Gì vậy? Gì trật rồi. Mỗi sắc na tâm có ba sắc na tiểu. Ghi lại ha, mỗi sắc na tâm có ba sắc na tiểu là sinh, trụ, diệt. Mỗi sắc na tâm có ba sắc na tiểu là sinh, trụ, diệt. Danh thân lão là sắc na trụ của tâm. Đấy, mỗi sắc na tâm có ba sắc na tiểu là sinh, trụ, diệt, ghi đúng chưa? Là sắc na trụ của tâm, mỗi sắc na tâm có ba sắc na tiểu. Rồi đúng rồi. Tức là đây ta cho mình biết là cái danh thân lão này là tính trong một sắc na tâm thôi là nó đã có rồi ha. Tức là trong mỗi một sắc na tâm nó có ba sắc na tiểu là sinh, trụ và diệt. Thì cái trụ được gọi là danh thân lão, rồi cái sinh và cái diệt là khác, cho nên cái trụ là cái giữa thì được gọi là danh thân lão. Na mắc ca nhá cha ra và danh thân lão. Rồi như vậy là về cái sự lão hóa cho mình biết về sắc pháp thì có là sắc thân lão, thứ hai là danh thân lão, rồi không? Ok ha. Rồi xuống dòng lão rồi về tới tử hai chấm. Tử hay chấm. Khi nào có sự tiêu hoại, sự hoại diệt, sự chấm dứt, sự sống còn thì khi đó là tử. Khi nào có sự tiêu hoại, sự hoại diệt, sự chấm dứt, sự sống còn, phải, khi đó là tử. Khi nào có một cái trạng thái bị tiêu hoại, cái trạng thái hoại diệt, nó chấm dứt cái mạng sống, chấm dứt cái sự sống còn, thì khi đó được gọi là tử. Rồi như vậy cho mình biết là ý nghĩa của cái tử thì phải không, là tử có ba loại hay chấm. Tử có ba loại.
rồi cái chết là cho mình biết là có ba loại chứ không phải là đơn giản mình nghĩ là chết là mình ngã cái đùng với mình chết là chết ha. Mà tử là cho mình biết có ba loại. Một là tử thông thường, hai chấm, tử thông thường, hai chấm. Là sự chấm dứt mạng căn, là sự chấm dứt mạng căn, hay còn gọi là sự chấm dứt hơi thở. Phải, là sự chấm dứt mạng căn, hay còn gọi là sự chấm dứt hơi thở. Phải. Sự ngưng hẳn một đời sống, sự ngưng hẳn một đời sống của loài hữu tình, sự ngưng hẳn một đời sống của loài hữu tình tùy theo hạng loại chúng sanh, sự ngưng hẳn một đời sống của loài hữu tình tùy theo hạng loại chúng sanh. Vì vậy được gọi là tử thông thường, tức là tử thông thường tức là khi nào mà chấm dứt mạng căn, tức là trong cái con người của mình giờ nè, mình lấy người mình làm thí dụ thì người mình á thì mình có hai cái mạng căn, một là danh mạng căn, hai là sắc mạng căn. Thì khi mà nó chấm dứt cả hai cái đó, đó thì được gọi là tử, hoặc là khi mà hơi thở mình nó chấm dứt, hơi thở mình ngưng thì coi như là cùng lúc đó là mạng căn cũng ngừng luôn. Thì cho nên có những cái trường hợp mà nhiều người ta mình tưởng là chết đó, nhưng mà chưa chết, bởi vì cái mạng căn ta chưa có chết, cái danh mạng căn, cái sắc mạng căn nó chưa có chết, nên hơi thở nó còn rất là yếu mà mình chưa chết, mà mình tưởng chết mình đem đi chôn, nhiều người ta để 3 ngày sau sống lại. Được hợp đó là vậy, gọi là hơi thở nó còn nhưng mà nó quá yếu mà mình không biết, mình tưởng là ngưng mà mạng căn lúc đó vẫn còn luôn. Cho nên là khi nào nó chấm dứt hẳn và cái danh mạng căn, sắc mạng căn chấm dứt và hơi thở cũng chấm dứt luôn thì lúc đó gọi là chết, là ngưng hẳn một cái đời sống của loài hữu tình. Tùy theo hạng loại chúng sanh, tức là tùy theo hạng loại là sống lâu bao nhiêu tùy theo ha. Chúng và dục giới khác, sắc giới khác, vũ giới khác, có những cái đời sống khác nhau. Thì như vậy là được gọi là tử thông thường. Đó là một ý nghĩa cho chúng ta biết về tử thông thường. Rồi số 2 là sát na tử. Sát na tử. Là sự rơi vào sát na diệt của danh và sắc, là sự rơi vào sát na diệt của danh và sắc. Rồi, được gọi là tử, sát na tử thì khi nào mà nó rớt vô ngay cái sát na cuối cùng, sát na diệt của danh sắc thì lúc đó được gọi là sát na tử. Sát na cuối đó là sinh trụ diệt, là cái diệt là tử. Còn về sắc pháp thì đến cái cuối cùng của diệt được gọi là tử của sắc pháp. Còn danh pháp là tính theo sát na thì cái trụ sinh trụ diệt thì cái diệt là cái cuối cùng là gọi là tử, sát na tử. Rồi, đó là về sát na tử. Rồi số 3 là tận diệt tử. Tận diệt tử. Là sự tử của các vị A-la-hán. Là sự tử của các vị A-la-hán. Chấm dứt hoàn toàn mọi sự sanh diệt trở lại trong tương lai. Là sự tử của vị A-la-hán chấm dứt hoàn toàn mọi sự sanh diệt trở lại trong tương lai. Rồi. Hay nói cách khác là trạng thái nhập diệt, tư cách niết bàn
là, hay nói cách khác là trạng thái nhập diệt tư cách niết bàn của Đức Phật toàn giác, Đức Phật độc giác và các chư vị A-la-hán. Hay nói cách khác là trạng thái nhập diệt tư cách niết bàn của Đức Phật toàn giác, Đức Phật độc giác và chư vị A-la-hán. Rồi, như vậy là tận diệt tử là đây là muốn nói đến cái sự mà tử của một vị mà đã hoàn thành sứ mạng ha, đã chấm dứt sự luân hồi trong tương lai, tức là một vị A-la-hán là hoàn toàn chấm dứt mọi sự sanh trở lại. À, cho nên vị này khi mà tử thì được gọi là chấm dứt hoàn toàn, chấm dứt mọi sự sanh diệt trở lại trong một cái tương lai mới, không có cái sự sanh lại trong tương lai mới. Cho nên khi mình hiểu được cái sự tận diệt tử này, mình mới hiểu được là không có một cái vấn đề mà có một thị hiện gì hết gì vụ này ha. À, cho nên đây là khi mà A-la-hán mà tử là coi như là chấm dứt, là niết bàn. À, hoặc là nói theo một cách khác thì ta nói là đó là một cái sự trạng thái nhập diệt, một vị nhập diệt, nhập vào vô dư niết bàn, nhập vô đó coi như là chấm dứt niết bàn. Và cái sự nhập diệt này có ở Đức Phật toàn giác cũng có, Đức Phật độc giác cũng có, và các chư vị mà đã thành tựu A-la-hán quả. À, thì như vậy là đã chấm dứt đời sống, không còn luân hồi, không còn tái sanh trong tương lai, thì được gọi là tận diệt tử. Thì như vậy là tử cho chúng ta biết là có ba loại, là tử thông thường, cái chết thông thường ha, rồi sát na tử mà tính từ sát na, và tận diệt tử là sự chấm dứt hoàn toàn. Rồi đó là cái nói về sự tử. Rồi bây giờ khi mình nói đến sinh duyên lão tử, mình học cái chi phần là sinh duyên, là do sinh mà nó duyên lão tử, thì ngay cái chỗ này đó mình phải nói đến là những cái vấn đề này. Đây là copy Bali nè. À, nó phải có vấn đề này. Khi mà sinh mà duyên cho lão tử thì ngay lúc mà lão sinh ra mà qua lão đến tử thì nó phải có giai đoạn là sầu bi khổ ưu não. À, nó phải đi tới giai đoạn đó là mới tử. Và cái này là một cái định luật của nó vậy ha. Khi mà khỏe có sanh ra là phải có những cái giai đoạn này. À, như vậy là toàn bộ khởi lên cái sự khổ của cái toàn bộ cái khổ quẩn này ha. Sầu bi khổ ưu não. Rồi quý vị copy ghi lại cái đó ha. Rồi sầu xô cá hai chấm. Thì mình nói từng cái một, sầu xô cá. Sau sau cá cái kiểu không có gì. Alo, chắc có kịp không? Kịp không? Rồi, sau sau cá tức là sự âu sầu do mất mát mọi thứ, sự âu sầu do mất mát mọi thứ như hai chấm bà con thân thuộc, của cải, danh vọng, sự nghiệp, sức khỏe, giới đức, chấm 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 chấm. Sự âu sầu do mất mát mọi thứ như là bà con thân thuộc, của cải, danh vọng, sự nghiệp, sức khỏe, giới đức, chấm chấm chấm. Sầu là một nỗi khổ trong tâm. Sầu là một nỗi khổ trong tâm. À, thì khi mình sinh ra thì phát sinh có những cái sự ưu sầu. Ưu sầu do mình mất mát này kia nọ. Sinh ra là phải chịu
mất bà con thân thuộc quyến thuộc của cả danh vọng sự nghiệp gì, tất cả những gì mình phải chịu mất những cái đó thì nó phát sinh cái sự u sầu, mà cái sự u sầu nó làm cho cái tâm mình khổ, thuộc về khổ tâm, đó là định nghĩa về sầu. Rồi bây giờ tới bi, ba ri đề quá, bi là chấm. Sự thống khổ khóc than chấm chấm chấm, sự thống khổ khóc than chấm chấm phát xuất từ âu sầu đau khổ, phát xuất từ âu sầu đau khổ. Phải. Bi là âm vang của sầu. Bi là âm vang của sầu. Thì như vậy, chữ bi nữa là nói lên một sự thống khổ, cái sự khóc than, cái sự mà gọi như thương tiếc khóc than, là rên la đủ thứ vậy. Thì nó phát sanh từ cái âu sầu, từ cái sầu đó, do mất mát nào kia, rồi nó đưa đến cái sự khóc than ta tháng đau khổ. Thì bi này nó chính là âm vang của từ cái sầu này, là cái âm vang của sầu, nên là được gọi là bi là âm vang của sầu. Rồi xin dòng khổ đúc khác hai chấm. Khổ đúc khác hai chấm. Sự khổ thân, khổ thọ về thân. Sự khổ thân, khổ thọ về thân. Như bệnh, chấm 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 chấm. Như thân bị bệnh, bị đau nhất, bị này kia mà. Thì nó phát sinh ra cái khổ, được gọi là khổ thân. Là những cái cảm thọ khổ về thân. Thân thích thọ khổ. Thì đó là khổ. U lô ma lắc sát u hai chấm. U u là đau nơi tâm, là đau nơi tâm, cảm thọ u của tâm. U là đau nơi tâm, cảm thọ u của tâm. Tức là khi mà một người có cái tâm trạng mà bị một cái chuyện gì nó phát sinh là u sầu, của tâm mình u buồn, bất khoái u buồn, thì nó làm cho cái tâm mình nó đau. Không biết quý vị có ai bị tâm đau nào chưa? Mấy người thất tình nhiều chắc biết cái tâm đau đó là sao. Bị bồ đá, bị u liền, u sầu liền. Đau, cái tâm mình đau, đau ghê lắm. Wow, nếu mà bị dao đâm đau, cảm thọ u sầu, u đau nơi tâm. Rồi tới não, u bà già sát, não u bà già sát. Già rồi mà không có kinh nghiệm vụ này nữa thôi. Thành ra cục đá. Não u bà già sát này chấm. Là tình trạng não nề, là tình trạng não nề, do chịu đựng quá nặng về tinh thần. Là tình trạng não nề, do chịu đựng quá nặng về tinh thần. Khi mất mát người thân chấm. Não
não là tình trạng não nề do chịu đựng quá nặng về tinh thần khi mất mát người thân. Não nặng hơn ưu về tâm trạng. Não nặng hơn ưu về tâm trạng. À, cái não này nó là cái tình trạng nó giống như cái tâm mình bị phải một cái chuyện gì nó kinh khiếp lắm, mà mất mát một cái gì lớn lắm, nó làm cho người mình là bị là thê thảm ha, tình trạng nặng nề não nề, còn cái sự chịu đựng quá nặng thì gọi là não. À, người ta có cái dẫn chứng ví dụ về cái não này về ba cái sầu bi não đó, cái gì ba cái sầu bi não, cái ví dụ cũng khá hay. Kiểu như sầu thì ta ví giống như là dầu mà nấu sôi trong chảo vậy thì gọi là sầu. Sầu nấu sôi trong chảo thì gọi là sầu ha. Mà khi mà nấu sôi tới mức độ quá đó, thì cái dầu nó không có trong chảo nữa mà nó bắn tùm lum tà la ra ngoài. Thì khi nó bắn tung tóe ra ngoài thì lúc đó gọi là bi. Là nó mạnh hơn, nó bị sôi quá, nó quá độ thì là bi. Nó bắn tung tóe ra ngoài. Cho nên cái sầu á thì nó ở bên trong, còn bi thì nó ra tới ngoài luôn, bi nó thể hiện ra ngoài luôn. Còn não á thì nó còn dữ nữa. Giống như dầu mà nó sôi nó bắn tung tóe rồi nó cạn xuống, lửa làm nóng quá nó cạn xuống luôn. Thì giờ não thì giống như dầu sôi cạn xuống vì lửa nóng quá nó làm cho nó xuống. Thì vậy sầu sầu là do giống như là nấu sôi. Còn khi mà nấu sôi tới mức độ mà bung tung tóe là bi nặng hơn, rồi não nó còn nặng hơn nữa, tức là nó sôi quá nó cạn luôn dầu luôn thì gọi là não. Thì như vậy sầu bi não có những cái trạng thái, cho qua cái ví dụ dẫn dụ về cái này cho chúng ta thấy nó như vậy. Rồi xin dòng mình đánh một dòng sầu bi khổ u não là những hậu quả tất yếu của sanh. Sầu bi khổ u não là những hậu quả tất yếu của sanh. Sầu bi khổ u não là những hậu quả tất yếu của sanh. Đây là chấm một cái bạch, nghĩa là chấm dứt cái dòng sanh tử ha. Là chúng ta thấy là vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Thì từ lão tử là cái gì xong, lão sầu bi khổ sanh, sầu bi khổ não rồi lão tử luôn ha. Thì coi như chấm dứt cái dòng đó. Nhưng mà từ cái sinh cái tử đó, thì ta nói là lão tử duyên vô minh. Bây giờ mình học thêm cái cuối cùng nữa là cho nó xong luôn ha. Lão tử duyên vô minh chứ không phải tử là hết, cái dòng tròn khép kín ha. Lão tử duyên vô minh thì mình phải hiểu nó như thế nào. Cha ra ma ra năng bách cha già á bích cha, lão tử duyên vô minh. Những cái nói chỗ này nhiều người ta không biết, bắt đầu người ta luận giải tùm lum tà la, rồi đi lạc luôn tùm lum, lạc pháp luôn. Nhiều người ta cho là tới lão tử là cái gì hết không còn, nhưng mà không có đâu. Cái dòng khép kín mà nó đi một dòng nó khép kín ha, thì lão tử duyên vô minh. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng ha. Sanh duyên lão tử, sanh duyên lão tử có đầy đủ danh sắc, tức có đủ năm uẩn. Sanh duyên lão tử có đầy đủ danh sắc, tức có đủ năm uẩn. Tức là sanh khi mình cái chi sanh mà nó duyên qua lão tử, thì sanh duyên qua lão tử là đương nhiên là phải có danh có sắc. Thì sanh mà già mà chết phải có danh có sắc, phải có đầy đủ năm uẩn, là mình nói cõi ngũ uẩn. Còn nếu nói tứ danh uẩn thì có bốn uẩn,
còn nói vô tưởng thì không bọn quẩn. Thì như vậy sanh duyên lão tử thì phải có danh và sắc đầy đủ, đúng không? Đúng không? Quý vị nắm được cái này không? Rồi như vậy khi mà đã có cái thân, đã có danh, có sắc, có đồng quẩn thì phải có tứ lậu, bắt buộc phải có tứ lậu. Để mình có danh, có sắc, có năm quẩn thì phải có dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, có đủ. Thì như vậy mình xuống mình ghi như vậy, hai chấm, phải có đầy đủ tứ lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Như vậy tứ lậu ha, có đầy đủ giữa tứ lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu mà có đủ. Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Tức là khi mà đã có cái thân danh sắc rồi thì đương nhiên là khi đã tục sinh lại còn có danh, có sự có thân này thì đã có sự có cái dục. Và có hữu, có cái nghiệp hữu sanh hữu ha. Có kiến, có những cái kiến, tư kiến này kia nọ, và phải có vô minh. Thì khi đã có dục, hữu, kiến, vô minh có đủ thì như vậy là do pháp lậu làm duyên vô minh, lão tử làm duyên vô minh. Thì như vậy mình ghi là do đó pháp lậu là duyên vô minh, đồng nghĩa lão tử duyên vô minh. Pháp lậu là duyên vô minh, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu là có đây luôn, thấy không? Thì như vậy pháp lậu là duyên cho vô minh, đồng nghĩa lão tử duyên vô minh. Rồi, đúng rồi, đó là như vậy, cho chúng ta biết rằng lão tử duyên cho vô minh là nó phải có cái sự móc nối rõ ràng từ dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Thì do chính pháp lậu này nó làm duyên có vô minh vô, vô minh sanh khởi, vô minh hiện khởi. Và như vậy thì lão tử duyên vô minh thì cũng như là pháp lậu duyên cho vô minh. Vậy là chúng ta đã xác định được do lão tử duyên cho vô minh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, chấm 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 duyên vòng, nó đi vòng tròn hoài thì nó đi như vậy cho đến khi nào mình tu tập, nó nói mà không có một cái thì những cái kia nó đứt là lần ha. Thì như vậy lão tử duyên vô minh cho chúng ta là một cái điểm cuối cùng của cái dòng nói mà không có cái sự chấm dứt ha, liên tục như vậy. Chỉ đến khi nào nếu chúng ta hành đúng pháp, mình cắt đứt cái một mắt xích thì những mắt xích kia tự động nó đứt hết. Thì giờ hôm nay là chúng ta đã học tới đây là đầy đủ tất cả những cái 12 nhân duyên. Xong, tuần sau chúng ta học tiếp, thêm nữa. Và do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm thầy tổ chánh trí gần đều nhà cả thể. Rồi xin nhường mic lại cho MC. Nắc mô bích thai giá, nắc mô tham ma giá, nắc mô sang khai giá. Và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh về bài học của ngày hôm nay. Quá là xa thú, quá là hay thưa thầy. Và bây giờ thời gian con thấy cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Pháp Trang. Và con xin kính thỉnh sư có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Con không biết là sư còn có mặt ở trước máy không bạch sư. Hồi nãy con nhớ, dạ sa thú, sa thú. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Pháp Trang ạ. Nam mô Phật A Di Đà, Nam mô Tham A Di Đà, Nam mô Sang Kha A Di Đà. Chúng con xin được phép thay mặt Thượng Tọa Thành Tâm như sư Trung Đức Tăng để phúc đức đến toàn thể chư Phật tử. Nam mô Phật A Di Đà. Dukkha pata chane dukkha paya pata chane paya soka pata chane soka hantu sape pipanino etavatam.
จามเหจัมปะตังวัญญะสัมปะดังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปะติเจตยานานังระดันตุสัตตายะสีลังระกันตุสัมปะดาภาวนาภิกขะตาหันตระจันตุเดวตาระตาสัพเพปุตตาปัลลปะจาปะเจกานังจะยัมปะลังอะระหันตานังจะเตเจนะระกันปันธรรม Hệ sa pa so nguyện cầu vi đức phẩm bảo hoa, nguyện cầu vi đức phẩm bảo, nguyện cầu vi đức tăng bảo hoa, sinh tam bảo gia hộ hoa, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thái điệu tan biến, nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hên khổ, người sợ hãi sợ hãi, người sầu hãi sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là chú trong thiền, chư thiên đã vâng tâm, xin tùy hỷ phước lành, được các thường như ý, rồi phản hồi thiện sư, chư toàn giác đại lực, ca chư động giác đại lực, ca tinh văn giác đại lực, nguyện tâm trị vị đức ca cầu phúc lành phát sanh thế sẽ tự gia cho na ra ta sẽ tâm ma ta sẽ tâm ma ta sẽ tâm ma tu ý đang pha lăng ê ta min ra ta na ta gia min sam ba sa đà na kê ê ta so cầu sinh tâm hóa của tâm tinh thần tâm bảo cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn Xà thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Trang đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu be ka re bo thi ka re ta hình ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so thân ka ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha man cha na Vakkhavosaramikadanapatiupasaka Gamachadesanigamachaisarasambanaputasukitafavantute Chalabuchayebichaandasamphavasansedachatathavopapatika Ni ya ni kang tham ma wa rang pa tinh cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha bung ga la sang khu ho tu sa mak go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mo Sam baby tham ma cha ri no vô thân sam ba bù này ya ma tham ma ri yam ba quê Đi tê y đăng no nha ti nàng hô tu su khi ta hòn tu nha ta yô y đăng no nha ti nàng hô tu su khi ta hòn tu nha